giảm cân rất là dễ dàng, nhịn một hai bữa là thấy giảm cân nặng xuống liền hả. Nhưng mà nếu mà các anh chị lớn tuổi hơn thì cái quá trình trao đổi chất của mình nó sẽ yếu đi hơn các anh chị, và lúc đó các anh chị rất là khó giảm cân. Đó. Và nếu mà mình giảm luôn cả phần cơ bắp của mình ha, nên vấn đề của mình là làm sao mình phải tăng được cái lượng cơ bắp trong cơ thể mình ha các anh chị, để cái quá trình trao đổi chất của mình các anh chị tăng lên, thì lúc đó các anh chị sẽ duy trì được cân nặng của các anh chị, đúng không ạ? Và đây là những cái phương pháp giảm cân truyền thống ha các anh chị, hoặc là những cái chương trình giảm cân truyền thống, thì khi mà họ giảm ha, họ giảm luôn cả lượng mỡ và lượng cơ bắp trong cơ thể con người, thì lúc đó sẽ dẫn đến vấn đề gì các anh chị? Dẫn đến là giảm cái sự trao đổi chất, đúng không ạ? Trong khi ha, nếu các anh chị tham gia vào chương trình ha, Ageblock CA 90 ha, sẽ duy trì được cơ bắp nhiều hơn, và cái lượng mà các anh chị giảm chính là cái lượng mỡ ha. Và các anh chị sẽ thấy ha, cái lượng trao đổi chất ở bên chỗ truyền thống nó dễ giảm xuống, trong khi là chương trình Ageblock CA 90 sẽ giúp các anh chị quá trình trao đổi chất các anh chị cao hơn ha. Do đó ha, khi mà Nu Skin mới nói là các anh chị mới dám khẳng định với các anh chị là chỉ cần các anh chị sử dụng 3 tháng thì các anh chị sẽ không bị tăng cân trở lại. Tại sao ạ? Tại vì đó quá trình trao đổi chất của các anh chị đã tăng lên và các anh chị đã duy trì được chế độ ăn hợp lý ạ. Cái này chính là cái điểm khác biệt ha của cái chương trình CA Ageblock CA 90 và những cái chế độ ăn kiêng truyền thống này. Rất nhiều anh chị ở đây ha đã hỏi Nhâm rất nhiều về cái chương trình này ha, làm sao tôi có thể tư vấn, làm sao tôi có thể thấy thực sự khác biệt của chương trình này so với cái chương trình dưỡng cân khác ha các anh chị. Rồi. Chương trình này mình sẽ kết hợp tất cả những nhân tố này ha các anh chị. Mình sẽ có mô hình 90 ngày, chỉ cần 3 tháng, chỉ cần 90 ngày các anh chị sẽ đạt được cân nặng lý tưởng ha, mà mình mong muốn ha. Kết hợp với lại những sản phẩm Ageblock rất là tiên tiến, kết hợp với lại những sản phẩm mà có công nghệ ha, điều chỉnh sự biểu hiện gen trong đó giúp các anh chị duy trì được cân nặng lý tưởng. Và mình cũng có luôn cả kế hoạch ăn uống ha anh chị, và lối sống đơn giản, ví dụ mình tập thể dục ha rất là nhẹ nhàng mà mình vẫn duy trì được lượng cơ và lượng cơ bắp trong cơ thể mình ha. Và cuối cùng nó sẽ giúp cho các anh chị động lực ha, và có những cái công cụ trong cái chương trình này giúp các anh chị đạt đến thành công. Đây, đây là nguyên cả bộ CA 90 của mình ha các anh chị. Các anh chị thấy không? Mình có sản phẩm Life Pack ha. Mình có sản phẩm Jumpstart ha, Control ha, Complex và sản phẩm là Dream Shack ha các anh chị. Và tất cả những sản phẩm này ha đều cốt lõi trong những sản phẩm mà chứa công nghệ Ageblock của mình là đều được chiết xuất từ thiên nhiên ha các anh chị, chiết xuất từ cây cỏ nên nó rất là an toàn với cơ thể mình, và tất cả những thành phần này đều được chứng minh trên lâm sàng. Và các anh chị, một điểm đặc biệt nữa là cái bộ Ageblock CA 90 ở Việt Nam hoàn toàn khác ở những thị trường khác ha các anh chị ha. Mình chỉ giống lại thị trường ha, khác thị trường Mỹ ha các anh chị. Đây, sản phẩm đầu tiên nha muốn nói đến là cái sản phẩm Jumpstart. Sản phẩm này mình sẽ sử dụng trong vòng 15 ngày đầu tiên ha các anh chị. Và khi mà sử dụng sản phẩm này các anh chị sẽ giảm được số cân nặng mà mình mong muốn ha. Và lúc đó đó chính là tiền đề để giúp các anh chị có động lực để tiếp tục theo dõi cái chương trình này. Và những cái tháng phía sau các anh chị, tuy các anh chị giảm cân ít hơn ha, nhưng mà lúc đó là mình đã tăng cái lượng cơ của mình, và chủ yếu mình chỉ là giảm cái lượng mỡ trong cơ thể mình ha các chị ha. Đây là cái sản phẩm CA 90 Complex ha. Sản phẩm này sẽ giúp cho cái quá trình trao đổi chất của mình ha, và sẽ tiếp tục giúp mình giảm cái lượng mỡ trong cơ thể, nhưng mà đồng thời nó không làm mất lượng cơ mà nó duy trì cái lượng cơ bắp trong cơ thể mình ha các anh chị, và nó sẽ càng giúp cho cái sự trao đổi chất khỏe mạnh ha. Đây là cái sản phẩm Control CA Ageblock CA 90 Control ha các anh chị. Khi mà quá trình ăn kiêng các anh chị mình sẽ gặp một vấn đề ha. Ăn kiêng gặp một vấn đề là các anh chị sẽ cảm thấy rất là thèm những cái món mà khoái khẩu của mình, đúng không ạ? Và nếu các anh chị không được ăn thì tâm trạng các anh chị như thế nào ạ? À, rất là buồn bực đúng không ạ? Và một lúc nào đó nó thôi ăn chút xíu nữa thì các anh chị thất bại luôn cái chương trình giảm cân của anh chị, đúng không ạ? Nào, thì cái sản phẩm Control này nó sẽ kiểm soát sự ngon miệng của mình ha các anh chị. Ý là nó sẽ giúp các anh chị điều khiển được cái cơn đói của mình ha, các anh chị sẽ không cần cảm thấy đói bụng. Mà khi mà mình không cần cảm thấy đói bụng nữa thì mình sẽ không bị quyến rũ, không bị hấp dẫn bởi những cái món khoái khẩu nữa ha các anh chị ha. Và lúc đó tâm trạng của anh chị sẽ vui vẻ hơn và các anh chị sẽ có thể có động lực để tiếp tục theo chương trình ha. Và cuối cùng cái Dream Shake
sẽ cung cấp cái lượng protein ha, giúp các anh chị duy trì hoặc là tăng cái cơ của mình ha, tăng cái lượng cơ bắp của mình, tăng cái lượng cơ bắp của mình ha các anh chị. Và điều đặc biệt nữa là cái stream fat này nó không phải là thay thế hoàn toàn cho bữa ăn của các anh chị, và nó chỉ thay thế cái lượng protein trong bữa ăn thôi các anh chị ha. Các anh chị vẫn ăn uống bình thường nha, mình chỉ không ăn phần thịt cá thôi các anh chị ha, mình vẫn ăn tinh bột, mình vẫn ăn cơm, mình vẫn ăn rau quả bình thường các anh chị ha, nhưng mà mình chỉ thay cái lượng, thay cái thịt cá bằng cái stream shake này thôi ha. Mình khác vài cái chương trình khác là thay thế hoàn toàn sữa giảm cân, thay thế hoàn toàn cho một bữa ăn ha các anh chị. Nên điều đó rất là quan trọng, tại vì như em đã nói ha, khi cái tinh bột ha các anh chị là cái phần mà nó sẽ cung cấp năng lượng chủ yếu cho não và cho cơ của các anh chị ha. Nếu các anh chị không ăn tinh bột thì não và cơ các anh chị sẽ không có cái nguồn năng lượng cho cơ thể mình hoạt động tốt ha. Các anh chị sẽ cảm thấy mệt mỏi và sau đó các anh chị sẽ ăn nhiều hơn và dễ tăng cân trở lại. Và đây là sản phẩm rất là quen thuộc với mình ạ, sản phẩm Life Pack ạ. Tại sao mình đưa cái sản phẩm nào vào gói CNIT hả các anh chị? Tại sao ạ? Bổ sung dinh dưỡng. Bổ sung chất dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng hả các anh chị ha. Tại vì trong quá trình các anh chị ăn rau hả các anh chị, ví dụ như rau của mình chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất đúng không ạ? Nhưng mà khi mình ăn rau mình vẫn còn lo sợ, à nó có thuốc trừ sâu hay không, nó có thuốc bảo vệ thực vật hay không, nó có nhiễm cái này cái kia hay không. Các anh chị rửa rất là kỹ, thậm chí các anh chị vò gạo cũng rất là kỹ đúng không ạ? Rồi các anh chị sẽ nấu cái quá trình chế biến, cái quá trình mà rửa của mình đó, các anh chị sẽ làm mất một vài cái chất ở trong vitamin và khoáng chất của mình ha các anh chị. Do đó Life Pack sẽ giúp các anh chị bổ sung cái phần vitamin và khoáng chất, giúp cho cơ thể các anh chị có một cái nền tảng sức khỏe vững chắc để có thể tiếp tục theo cái chương trình này ha. Để khi kết thúc chương trình thì các anh chị hoàn toàn khỏe mạnh và có một cái thân hình rất là mảnh mai. Rồi đây là toàn bộ cái gói của chương trình iShop CNIT ha các anh chị. Không những là sản phẩm mà công ty còn đưa cho các anh chị những cái công cụ ha, để giúp các anh chị trong cái quá trình mà thực hiện cái công việc giảm cân của mình. Ví dụ như là đây, em sẽ qua slide kế tiếp để rõ hơn ha các anh chị. Đây là một cái túi ha các anh chị, túi nó sẽ đựng tất cả những sản phẩm ha. Và trọng lượng của cái bộ sản phẩm này của mình là khoảng 10kg ha các anh chị. Bây giờ các anh chị phải về nhà chuẩn bị tập thể dục đi, mình có thể mát 10 bộ ha. Rồi tiếp theo là cái thước đo ha, thước đo này sẽ giúp các anh chị đo lại những cái chỉ số, ví dụ như là bắp tay, bắp đùi hoặc là vòng bụng ha các anh chị. Và khi mỗi lần các anh chị mở quyển sổ ra, các anh chị thấy cái cải thiện đó, nó sẽ giúp các anh chị là có động lực để tiếp tục ha các anh chị. Và đây là cái đĩa ăn. Đĩa ăn này sẽ giúp các anh chị chia khẩu phần ăn trong một bữa ăn hàng ngày của mình ha các anh chị. Ví dụ đây là cái phần rau xanh của mình, đây là phần tinh bột, đây là phần thịt cá hay phần lipid của mình ha các anh chị. Các anh chị thấy nó sẽ chia và các anh chị sẽ rất là dễ dàng khi các anh chị chia khẩu phần ăn hàng ngày của mình ha. Và đây là cái hộp đựng ha, hộp đựng hai sản phẩm là Control và Complex, giúp các anh chị sẽ không quên uống sản phẩm ha mỗi buổi sáng. Và Body Trimmer là một cái dây giúp các anh chị tập cơ tay ha các anh chị, để tăng cái lượng cơ trong cơ thể mình lên ha. Và cuối cùng là một cái bình Trim Shack, đó là giữ những cái sản phẩm, tại vì Trim Shack là một sản phẩm giống như là sữa dinh dưỡng ha các anh chị, nó sẽ giữ ở trong cái bình này ha. Và rất là đẹp, các anh chị thấy bộ sản phẩm này đẹp không ạ? Quá ngon. Đủ để hỗ trợ mình không ạ? Đúng. Em có cần không ạ? Dạ. Cái cân là các anh chị mua đủ 5 bộ iSlot CNIT mình sẽ có một cái cân ha các anh chị. Và đó sẽ phần sau mình sẽ nói tiếp về cái cân đó ha. Rồi. Mình nói chương trình của mình ha các anh chị, chương trình quản lý cân nặng của mình không chỉ trên những con số, có thể những cái chương trình khác họ đưa ra những con số rất là ấn tượng ha, nhưng mà chương trình mình không những trên những con số ha, mà mình quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân mình ha các anh chị. Thì sau khi thực hiện chương trình này, các anh chị vẫn duy trì được cái lượng cơ bắp của mình ha, và mình vẫn mảnh mai hơn và mình vẫn khỏe mạnh hơn các anh chị. Rồi ở slide này ha, em muốn nói mà lại một lần nữa ha, một nhấn mạnh một lần nữa ha, đối tượng khách hàng của mình là ai ạ? Tất cả mọi người ha các anh chị, những ai có mong muốn giảm cái lượng mỡ trong cơ thể mình, mà mình không chỉ tập trung trên những người béo phì và thừa cân ha các anh chị. Và khi thực hiện xong chương trình này ha, chỉ cần với công việc là các anh chị tập thể dục rất là bình thường, ví dụ như đi bộ mỗi buổi sáng thôi, và các anh chị vẫn có thể là giảm được cân nặng
như mong muốn là các chị sẽ vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn và thon gọn mảnh mai hơn ha. Và điều đặc biệt nữa là chương trình Agelopsia 90 mình sẽ giảm cân ở mọi mức độ ha các anh chị. Có những người sử dụng chương trình ha, họ chỉ giảm được 4kg ha các anh chị. Nhưng mà các anh chị biết lượng mỡ trong cơ thể họ giảm được bao nhiêu mà? 3kg ha. Wow. Giảm chủ yếu là lượng mỡ trong cơ thể mình chứ không phải là giảm lượng cơ ha. Tuy cân nặng nó giảm ít nhưng mà chất lượng ha các anh chị. À, đó chính là cơ thể các anh chị ha, sự quyết tâm của các anh chị và đặc biệt hơn nữa là công việc của các anh chị sẽ thay đổi trong vòng 90 ngày. Rồi, xin cảm ơn các anh chị ha, đó là cái phần trình bày của Nhâm và chương trình TA 90 sẽ giúp mình giảm cơ của mình ha, tăng cái lượng cơ bắp của mình ha các anh chị. Và điều đặc biệt nữa là cái trim fat này nó không phải là thay thế hoàn toàn cho bữa ăn của các anh chị, và nó chỉ thay thế cái lượng protein trong bữa ăn thôi các anh chị ha. Các anh chị vẫn ăn uống bình thường nha, mình chỉ không ăn phần thịt cá thôi các anh chị ha, mình vẫn ăn tinh bột, mình vẫn ăn cơm, mình vẫn ăn rau quả bình thường các anh chị ha. Nhưng mà mình chỉ thay cái lượng, thay cái thịt cá bằng cái trim fat này thôi ha. Mình khác vài cái chương trình khác là thay thế hoàn toàn sữa giảm cân, thay thế hoàn toàn cho một bữa ăn ha các anh chị. Nên điều đó rất là quan trọng, tại vì như em đã nói ha, khi cái tinh bột ha các anh chị là cái phần mà nó sẽ cung cấp năng lượng chủ yếu cho não và cho cơ của các anh chị ha. Nếu các anh chị không ăn tinh bột thì não và cơ các anh chị sẽ không có cái nguồn năng lượng cho cơ thể mình hoạt động tốt ha. Các anh chị sẽ cảm thấy mệt mỏi và sau đó các anh chị sẽ ăn nhiều hơn và dễ tăng cân trở lại. Và đây là sản phẩm rất là quen thuộc với mình ạ. Sản phẩm Life Pack ạ. Tại sao mình đưa cái sản phẩm nào vào gói CNIT hả các anh chị? Tại sao ạ? Bổ sung dinh dưỡng. Bổ sung chất dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng hả các anh chị ha. Tại vì trong quá trình các anh chị ăn rau hả các anh chị, ví dụ như rau của mình chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất đúng không ạ? Nhưng mà khi mình ăn rau mình vẫn còn lo sợ nó có thuốc trừ sâu hay không, nó có thuốc bảo vệ thực vật hay không, nó có nhiễm cái này cái kia hay không. Các anh chị rửa rất là kỹ, thậm chí các anh chị vò gạo cũng rất là kỹ đúng không ạ? Rồi các anh chị sẽ nấu cái quá trình chế biến, cái quá trình mà rửa của mình các anh chị sẽ làm mất một vài cái chất ở trong vitamin và khoáng chất của mình ha các anh chị. Do đó Life Pack sẽ giúp các anh chị bổ sung cái phần vitamin và khoáng chất, giúp cho cơ thể các anh chị có một cái nền tảng sức khỏe vững chắc để có thể tiếp tục theo cái chương trình này ha. Để khi kết thúc chương trình thì các anh chị hoàn toàn khỏe mạnh và có một cái thân hình rất là mảnh mai. Rồi, đây là toàn bộ cái gói của chương trình Agelopsia 90 ha các anh chị. Không những là sản phẩm mà công ty còn đưa cho các anh chị những cái công cụ ha, để giúp các anh chị trong cái quá trình mà thực hiện cái công việc giảm cân của mình. Ví dụ như là đây, em sẽ qua slide kế tiếp để rõ hơn cho các anh chị. Đây là một cái túi ha các anh chị, túi nó sẽ đựng tất cả những sản phẩm ha. Và trọng lượng của cái bộ sản phẩm này của mình là khoảng 10kg ha các anh chị. Bây giờ các anh chị phải về nhà chuẩn bị tập thể dục đi, mình có thể mát 10 bộ ha. Rồi, tiếp theo là cái thước đo ha. Thước đo này sẽ giúp các anh chị đo lại những cái chỉ số, ví dụ như là bắp tay, bắp đùi hoặc là vòng bụng ha các anh chị. Và khi mỗi lần các anh chị mở quyển sổ ra, các anh chị thấy cái cải thiện đó, nó sẽ giúp các anh chị là có động lực để tiếp tục ha các anh chị. Và đây là cái đĩa ăn. Đĩa ăn này sẽ giúp các anh chị chia khẩu phần ăn trong một bữa ăn hàng ngày của mình ha các anh chị. Ví dụ đây là cái phần rau xanh của mình, đây là phần tinh bột, đây là phần thịt cá hay phần lipid của mình ha các anh chị. Các anh chị thấy nó sẽ chia và các anh chị sẽ rất là dễ dàng khi các anh chị chia khẩu phần ăn hàng ngày của mình ha. Và đây là cái hộp đựng ha, hộp đựng hai sản phẩm là Control và Complex, giúp các anh chị sẽ không quên uống sản phẩm ha mỗi buổi sáng. Và Body Trimmer là một cái dây giúp các anh chị tập cơ tay ha các anh chị, để tăng cái lượng cơ trong cơ thể mình lên ha. Và cuối cùng là một cái bình Trim Shack, đó là giữ những cái sản phẩm, tại vì Trim Shack là một sản phẩm giống như là sữa dinh dưỡng ha các anh chị, nó sẽ giữ ở trong cái bình này ha. Và rất là đẹp, các anh chị thấy bộ sản phẩm này đẹp không ạ? Quá ngon. Đủ để hỗ trợ mình không ạ? Đúng. Có cần không ạ? Dạ. Có
cái cân. Ê, cái cân là các anh chị mua đủ 5 bộ A-Slot CNAT mình sẽ có một cái cân thôi các anh chị. Và đó sẽ phần sau mình sẽ nói tiếp về cái cân đó thầy. Rồi. Mình nói chương trình của mình ha các anh chị, chương trình quản lý cân nặng của mình không chỉ trên những con số, có thể những cái chương trình khác họ đưa ra những con số rất là ấn tượng ha, nhưng mà chương trình mình không những trên những con số ha, mà mình quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân mình ha các anh chị. Thì sau khi thực hiện chương trình này các anh chị vẫn duy trì được cái lượng cơ bắp của mình ha, và mình vẫn mảnh mai hơn và mình vẫn khỏe mạnh hơn các anh chị. Rồi, ở slide này ha, em muốn nói mà lại một lần nữa ha, một nhấn mạnh một lần nữa ha, đối tượng khách hàng của mình là ai ạ? Tất cả mọi người ha các anh chị, những ai có mong muốn giảm cái lượng mỡ trong cơ thể mình mà mình không chỉ tập trung trên những người béo phì và thừa cân ha các anh chị. Và khi thực hiện xong chương trình này ha, chỉ cần với công việc là các anh chị tập thể dục rất là bình thường, ví dụ như đi bộ mỗi buổi sáng thôi, và các anh chị vẫn có thể là giảm được cân nặng như mong muốn ha, các anh chị sẽ vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn và thon gọn mảnh mai hơn ha. Và điều đặc biệt nữa là chương trình HLOXIA90 mình sẽ giảm cân ở mọi mức độ ha các anh chị. Có những người sử dụng chương trình ha, họ chỉ giảm được 4kg ha các anh chị, nhưng mà các anh chị biết lượng mỡ trong cơ thể họ giảm được bao nhiêu mà 3kg ha. Wow. Giảm chủ yếu là lượng mỡ trong cơ thể mình chứ không phải là giảm lượng cơ ha. Tuy cân nặng nó giảm ít nhưng mà chất lượng ha các anh chị. Và đó chính là cơ thể các anh chị ha, sự quyết tâm của các anh chị, và đặc biệt hơn nữa là công việc của các anh chị sẽ thay đổi trong vòng 90 ngày. Rồi. Xin cảm ơn các anh chị ha, đó là cái phần trình bày của Nhâm và